Chào quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trận đấu giữa hai cầu thủ Nguyễn Anh Quỳnh đến từ Hà Nội gặp cầu thủ Nguyễn Đại Thành đến từ Hà Nội. Hai cầu thủ đã sẵn sàng thi đấu. Bản đấu thứ nhất bắt đầu. Ở trong bản đấu đầu tiên, cầu thủ Nguyễn Anh Quỳnh đến từ Hà Nội được cầm quân đen đi trước và cầu thủ Nguyễn Đại Thành cầm quân đỏ đi sau. Và với lợi thế đi tiên thì cầu thủ Nguyễn Anh Quỳnh đã quyết định tấn công ngay bằng nước vào hai bình 5 và sau đó mở bình 3. Hình thành nên thế trận pháo đầu tam binh. Và có lẽ cầu thủ Nguyễn Đại Thành đã mở vào 8 binh 9, trở thành thế trận tam bộ hổ để đáp lại thế trận pháo đầu tam binh của cầu thủ Nguyễn Anh Quỳnh. Cầu thủ Nguyễn Anh Quỳnh đến với chúng ta từ Hà Nội. Hiện nay công việc chính của cầu thủ Nguyễn Anh Quỳnh đang là kinh doanh tự do và chủ yếu là kinh doanh về các thiết bị điện. Cầu thủ Nguyễn Anh Quỳnh đang sinh hoạt trong câu lạc bộ cờ tướng Thăng Long Kỳ Đạo. Cầu thủ Nguyễn Anh Quỳnh cũng đã được rất nhiều thành tích trong bộ môn cờ tướng như giải nhì câu lạc bộ Thăng Long Kỳ Đạo năm 2017 và đã lọt vào tứ kết của game show đấu trường cờ Việt năm 2017. Trước khi thua cầu thủ Trần Viết Soái đến từ Bắc Ninh và cầu thủ Trần Viết Soái sau này cũng đã đạt được giải ba của game show đấu trường cờ Việt. Cầu thủ Nguyễn Anh Quỳnh có một lối chơi thiên về ổn định và chắc chắn. Đối thủ của cầu thủ Nguyễn Anh Quỳnh ngày hôm nay là cầu thủ Nguyễn Đại Thành cũng đến từ Hà Nội. Hiện nay công việc chính của cầu thủ Nguyễn Đại Thành đang là nhân viên văn phòng và anh đang sinh hoạt trong câu lạc bộ cờ tướng Kỳ Anh. Cầu thủ Nguyễn Đại Thành cũng đã có hơn 10 năm chơi cờ tướng và cũng đã đạt được rất nhiều thành tích như đã lọt vào tứ kết Chùa Vua năm 2019, lọt vào vòng tứ kết của game show đấu trường cờ Việt năm 2017 trước khi thất bại trước Áo Quân Dương Đình Trung. Và cầu thủ Nguyễn Đại Thành có một lối chơi cũng thiên về ổn định và chắc chắn. Như vậy vừa rồi cầu thủ Nguyễn Đại Thành đã quyết định xem một bình 3 để triển khai con xe thứ hai của mình. Và mặc dù đi sau, tuy nhiên thế quân của cầu thủ Nguyễn Đại Thành cũng lại đang khá thông thoáng. Nước cờ sau đang đe dọa xe 3 tấn 3 bắt pháo. Và đến đây sẽ đến lượt cầu thủ Nguyễn Anh Quỳnh thế quân. Với lợi thế đi tiên thì thế quân của cầu thủ Nguyễn Anh Quỳnh cũng đang rất thông thoáng với việc đã xuất động được một xe, một mã và một pháo. Và như vậy để chạy pháo thì cầu thủ Nguyễn Anh Quỳnh đã pháo 8 bình 3 vừa chạy pháo đồng thời ăn thực lợi thêm một con tốt. Và sau nước cờ pháo 8 bình 3 ăn tốt thì cầu thủ Nguyễn Đại Thành đang đầu tư khá nhiều thời gian cho nước cờ tiếp theo. Và như vậy là bình 3 tấn 1 mở đầu tốt cũng như phát triển con xe ở lỗ 3. Và sau khi phát triển được xong con xe lộ 3 thì thế quân của cầu thủ Nguyễn Đại Thành sẽ rất thông thoáng. Và cũng dường như ngay lập tức thì cầu thủ Nguyễn Anh Quỳnh
Đã mã 6 tấn 4. Đe dọa sẽ tấn mã chiều tướng. Và để chống nước chiều tướng thì kỳ thủ Nguyễn Đại Thành đã chơi pháo 2 xoáy 1. Rất có thể nếu như mã 4 tiến 3 chiều tướng thì sẽ là tướng 5 tấn 1. Sử dụng quân pháo để truy bắt trực tiếp quân mã. Rồi, như vậy kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh cũng vẫn không tuần tốt để đấu tốt và anh quyết định xe 9 bình 6 để có thể xuất động nhanh con xe của mình. Vâng, đến đây cũng rất nguy hiểm cho kỳ thủ Nguyễn Đại Thành. Và anh đã tốt 3 bình 4 chặn con xe lại. Đồng thời sau này cũng có thể bình pháo để bắt xe cũng như tấn xe lên bắt tốt và bắt trực tiếp vào quân mã 7 của kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh. Vâng, và cũng không ngồi vàng ăn tốt thì kỳ thủ Nguyễn Đại Thành đã sĩ 4 tấn 5 củng cố hàng phòng thủ trước khi xe 3 tấn 6 tiêu diệt quân tốt và nước cờ tiếp theo. Vậy sau nước cờ sĩ 4 tấn 5 thì thế công của kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh đã giảm đi rất nhiều. Và đến đây anh Nguyễn Anh Quỳnh sẽ phải đối mặt với nước cờ xe 3 tấn 6. Không biết anh sẽ sử dụng nước cờ nào để chống đỡ cho nước cờ này. Và như vậy tiếp tục triển khai quân xe thứ hai bằng nước xe 1 bình 4. Kỳ thủ Nguyễn Đại Thành hiện tại anh cũng có rất nhiều phương án có thể suy nghĩ đến. Đơn giản nhất là có thể tấn xe ăn tốt và có thể truy bắt con mã lộ bài, nếu không cũng có thể pháo 9 tấn 4 bắt tốt và sử dụng xe pháo tấn công vào cánh bên phải của kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh. Và như vậy kỳ thủ Nguyễn Đại Thành đã lựa chọn phương án pháo 2 bình 4 bắt xe 6 của kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh và mục đích để đưa cho quân xe 6 vào một vị trí kém phát triển hơn. Và như vậy đây cũng là một nước cờ rất hợp lý đến từ kỳ thủ Nguyễn Đại Thành. Sau này nếu như xe 6 bình 8 thì cũng có thể chơi xe 3 tấn 4 tấn xe lên hàng hà để bảo vệ quân mã, đe dọa sau này vẫn có thể tiếp tục bình pháo kích xe. Và như vậy để tránh nước bắt xe thì kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh đã chơi pháo 5 bình 6 mời đầu pháo. Vâng, như vậy kỳ thủ Nguyễn Đại Thành sau một khoảng thời gian khá lâu suy nghĩ thì anh đã quyết định chơi pháo 9 thoái 1. Sử dụng hai cặp pháo cánh nhau. Nếu như có tấn pháo ăn pháo thì vẫn có thể pháo 9 bình 4 bắt lại pháo và vẫn đang duy trì thế bắt xe. Đó, cũng không mất nhiều thời gian thì kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh
Đã chơi xe 4 tấn 4 bắt mã. Sau khi mã chạy thì hoàn toàn có thể đấu pháo, sau đó phát triển nốt quân xe ở lỗ 6. Vậy lực quân của kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh sau này sẽ rất dễ phát triển, cũng như đưa được hầu như toàn bộ quân chủ lực vào trận chiến. Và như vậy kỳ thủ Nguyễn Đại Thành vẫn quyết định chạy mã bằng nước mã 2 tuần 3 bắt tốt. Bây giờ có thể đấu pháo, sau đó tấn xe ăn tốt đến từ kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh. Và sau khi xe 6 tấn 3 ăn tốt thì quân xe cũng đang bắt trực tiếp quân pháo. Như vậy vẫn đang cướp đầu tiên. Đồng thời sau này nếu như pháo chạy thì có thể tiếp tục tấn xe đe dọa sát cuộc. Và kỳ thủ Nguyễn Đại Thành đã giữ pháo bằng nước pháo 4 tấn 1. Tuy nhiên nước pháo 4 tấn 1 lại tạo điều kiện cho kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh có thể mã 4 tấn 3 chiếu tướng và bắt buộc phải xuất tướng. Và như vậy rất hay, kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh ngay lập tức đã khai thác được điểm yếu từ kỳ thủ Nguyễn Đại Thành, và đến đây rất dễ sẽ có sát cuộc cho kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh. Vâng, như vậy ván đấu thứ nhất đã kết thúc với phần thắng thuộc về kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh đến từ Hà Nội. Và như vậy sau ván đấu đầu tiên, kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh đã tạm thời dẫn trước kỳ thủ Nguyễn Đại Thành với tỷ số 1-0. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ hai giữa hai kỳ thủ. Ván đấu thứ hai bắt đầu. Vâng, như vậy ván đấu thứ hai đã bắt đầu. Ở trong ván đấu thứ hai sẽ đến lượt kỳ thủ Nguyễn Đại Thành được cầm quân đỏ đi trước và kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh cầm quân đen đi sau. Và kỳ thủ Nguyễn Đại Thành đã lựa chọn phương án pháo 2 bình 5, sử dụng trung pháo cũng như sau này tấn tốt 7 để tấn công lại kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh. Vâng, như vậy mặc dù trong ván đấu thứ hai kỳ thủ Nguyễn Đại Thành được đi tiên, tuy nhiên anh vừa rồi anh đã bình pháo đấu xe để có thể phát triển cánh trái của mình, và kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh cũng không quyết định đấu xe và anh đã chạy xe 2 bình 6. Ngay lập tức thì kỳ thủ Nguyễn Đại Thành tiếp tục phát triển quân mã ở lỗ 7 của mình và nước mã 7 tấn 6 bắt xe. Như vậy tấn xe bắt mã và có thể tấn mã ăn tốt và ăn thực lợi quân tốt 5, và cũng có thể dựng nên thế pháo đầu, sau này có thể tượng bày tấn 5 cũng tạo nên một hàng phòng thủ rất chắc chắn, hoặc không cũng có thể 9 bình 5. Rồi như vậy hai kỳ thủ đã đổi quân và kỳ thủ Nguyễn Đại Thành đã lựa chọn phương án tượng 3 tấn 5 lên tượng gia cố hàng phòng thủ cũng như sử dụng quân tượng để bảo vệ quân tốt bài. Và kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh cũng tránh bị vật pháo lên tốt, thì kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh cũng đã tốt 1 tấn 1, sau này có thể phát triển quân mã 1 của mình. Cả hai kỳ thủ của chúng ta ngày hôm nay cũng đều đã lọt vào vòng tứ kết của game show đấu trường cờ Việt năm 2017, và cũng chỉ thất bại trước một kỳ thủ đạt giải 3 và một kỳ thủ đạt giải nhì. Và trong ván đấu đầu tiên hai kỳ thủ cũng đã thể hiện lực cờ rất tốt của mình khi
khi kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh liên tục bỏ quân để có thể lấy thế và giành một chiến thắng rất thuyết phục ở trong bản đấu đầu tiên. Tuy nhiên, mặc dù thất bại trong bản đấu đầu tiên thì kỳ thủ Nguyễn Đại Thành cũng đã có những nước triển khai quân rất hợp lý và anh cũng chỉ thua đối thủ của mình sau nước cờ tấn pháo không hợp lý. Với lợi thế đi tiên trong bản đấu thứ hai thì kỳ thủ Nguyễn Đại Thành cũng đã triển khai hầu hết các quân của mình. Bây giờ chỉ cần một nước binh 3 tấn 1 là đã có thể phát triển nốt quân mã lộ 3. Và như vậy kỳ thủ Nguyễn Đại Thành cũng đã chơi binh 3 tấn 1. Không vội vàng tấn công và phát triển quân mã của mình. Đúng với lối chơi ổn định và chắc chắn. Triển khai để hầu hết các quân trước khi tấn công tổng lực. Và cái thủ Nguyễn Anh Quỳnh vẫn thản nhiên mã 1 tấn 2 cũng phát triển quân mã của mình. Và như vậy vừa rồi là một nước phế tốt 7 tấn 1 đến từ kỳ thủ Nguyễn Đại Thành. Và sẽ đến lượt kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh như quân. Không biết anh có tiêu diệt con tốt 7 này hay không? Vâng, có lẽ nước cờ tốt 7 tấn 1 nhằm mục đích là để cản trở con mã lộ 2 có thể tấn lên lộ 4. Sau này có thể dễ dàng phát triển bằng nước mã 4 tấn 2 cũng như mã 4 tấn 6 đến từ kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh. Và như vậy kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh cũng vẫn quyết định tiêu diệt con tốt 7 này bằng nước binh 3 tấn 1. Kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh mặc dù đi sau trong trận đấu thứ hai, tuy nhiên hầu hết các quân của anh đã được triển khai ở vị trí rất thông thoáng. Kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh cũng chỉ còn một con xe lỗ 9 là chưa xuất động. Tuy nhiên con xe này cũng rất nhanh có thể nhập cuộc bằng nước xe 9 binh 6. Và với ưu thế đi tiên thì kỳ thủ Nguyễn Đại Thành đã triển khai các quân rất hợp lý. Và lúc này tất cả các quân chiến của anh gồm 2 xe, 2 pháo và 1 mã cũng đang đều ở vị trí rất thông thoáng. Và với lợi thế giành chiến thắng trong ván đấu đầu tiên thì ván đấu thứ hai kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh chỉ cần một ván đấu hòa đã có thể giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Trong khi đó thì với việc để thua ván đấu đầu tiên thì kỳ thủ Nguyễn Đại Thành sẽ phải buộc giành chiến thắng trong ván đấu thứ hai mới có thể kéo trận đấu về ván cơ chớp, cũng như hy vọng vào một chiến thắng trong ván đấu cơ chớp để chính thức giành chiến thắng trong cặp thi đấu ngày hôm nay.
vậy kỹ thủ Nguyễn Đại Thành tiếp tục binh 5 tấn 1. Tạm thời vẫn chưa tấn công vào hàng phòng thủ của kỹ thủ Nguyễn Anh Quỳnh. Và đi một nước chờ đợi. Cũng như nước cờ tấn binh 5 cũng có thể sử dụng con tốt 5 này để bảo vệ quân pháo ở lỗ 5. Sau này cũng có thể xe 2 tấn 3 và tiếp tục chuyển quân xe lỗ 2 sang bên phía cánh phải của kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh và sẽ quy tụ được một pháo 2 xe và một con pháo 5 yểm trợ sẽ rất mạnh. Cũng như sau này kỳ thủ Nguyễn Đại Thành cũng có thể 3 tấn 5 cũng là một đường hướng phát triển rất thuận lợi. Và kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, anh đã pháo xe 9 binh 6 triển khai nốt quân xe thứ hai của mình. Như vậy hai kỳ thủ cũng không vội vàng tấn công, hai anh liên tục triển khai quân. Và vừa rồi mặc dù kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh có thể mã 1 tấn 3 bắt đôi, tuy nhiên nước cờ này cũng không đem lại hiệu quả gì nên kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh đã không quyết định tấn mã bắt đôi. Vâng, như vậy nước cờ tấn mã có thể bắt được 3 quân. Tuy nhiên cũng chỉ là đấu quân nên kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh đã không sử dụng phương án này. Vâng, như vậy bây giờ lại đến lượt kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh kế tốt 3. Tuy nhiên kỳ thủ Nguyễn Đại Thành đã không ngăn con tốt 3 này. Thay vào đó anh đã pháo 9 binh 6 đe dọa tân xe chiều tướng sát cục. Mặc dù lực quân của hai kỳ thủ đang bằng nhau, tuy nhiên kỳ thủ Nguyễn Đại Thành có vẻ như đang có một thế công mạnh hơn kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh rất nhiều với hai pháo và một con xe ở lỗ 6. Vâng, đến đây khá khó chơi cho kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh. Như vậy bình xe mở đầu pháo và rất có thể sẽ là xe 2 tấn 7 ăn pháo. Nếu như có tấn xe ăn pháo thì cũng có thể bình xe ăn tượng. Như vậy với hai xe một pháo tấn công vào trung lộ sẽ rất nguy hiểm cho kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh và rất dễ giành chiến thắng cho kỳ thủ Nguyễn Đại Thành. Vâng, như vậy đúng như dự đoán thì kỳ thủ Nguyễn Đại Thành đã xe 2 tấn 6, xe 2 tấn 7 ăn pháo. Và nếu như bình pháo ăn xe thì sẽ bị thiệt quân. Còn nếu như tấn xe ăn pháo để lấy lại quân thì sẽ bị vỡ tượng và rất dễ dẫn đến thua cuộc trong ván đấu thứ hai. Vâng, như vậy kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh đã quyết định lấy lại quân pháo. Tuy nhiên sau khi lấy lại quân pháo thì anh lại bị đánh vỡ quân tượng và bây giờ anh đã phải chấp nhận xe 4 bình 5 ăn pháo để có thể hóa giải sát cuộc. Và đến đây với việc đã bị kém một xe thì nhiều khả năng ván đấu thứ hai kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh sẽ để cho kỳ thủ Nguyễn Đại Thành có thể san bằng được tỷ số và đưa trận đấu vào ván cơ chớp. Và như vậy nước cờ tiếp theo chắc chắn kỳ thủ Nguyễn Đại Thành sẽ tiêu diệt quân xe lỗ 5 của kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh. Tuy nhiên ở đây có lẽ kỳ thủ Nguyễn Đại Thành đã phân vân thoái xe ăn xe hay sẽ tiếp tục tràn binh nam sang để tiêu diệt quân xe của kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh. Và như vậy kỳ thủ Nguyễn Đại Thành đã quyết định binh 5 tấn 1 sử dụng quân tốt để bắt xe cũng như phát triển
quần tốt của mình và ngay lập tức kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh đã ma 1 tấn 3, bắt hai xe. Vâng, như vậy rất hay. Sau tình huống này thì kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh đã có thể lấy lại được quân xe. Và lúc này anh chỉ kém kỳ thủ Nguyễn Đại Thành một quân tốt và một quân tượng. Tuy nhiên với lực cờ của cả hai kỳ thủ thì việc kém một tốt và một tượng cũng sẽ rất nguy hiểm. Và đây có lẽ cũng vẫn là một ưu thế rất lớn cho kỳ thủ Nguyễn Đại Thành trong ván đấu thứ hai. Mặc dù kém một tốt và một tượng, tuy nhiên kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh lúc này lại có quân mã ở lỗ 4, có sự phát triển tốt hơn quân mã lỗ 3 của kỳ thủ Nguyễn Đại Thành. Và quân mã 4 này cũng chỉ cần mất hai nước cờ nữa là có thể tấn lên chiều tướng. Và với việc đã có quân xe ở lỗ 6 chặn trước đường ra của tướng thì quân mã này sẽ rất nguy hiểm. Nếu như tượng 5 tấn 7 ăn tốt thì rất có thể sẽ là mã 4 tấn 6 và sẽ có thể lấy lại được con tốt 5. Cũng như nếu như mã 4 tấn 6 thì hệ thống phòng thủ của kỳ thủ Nguyễn Đại Thành sẽ bị lệch lạc đi rất nhiều. Và như vậy kỳ thủ Nguyễn Đại Thành vẫn tiếp tục binh 5 tấn 1. Sau có thể binh 5, binh 4 cản mặt xe và chấp nhận cho kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh có thể mã 4 tấn 6. Và kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh cũng vẫn quyết định mã 4 tấn 6 sau nước cờ binh 5 tấn 1. Thì đây cũng có thể binh tốt để che mặt xe, đồng thời đang đe dọa tấn mã chiều tướng và ép cho kỳ thủ Nguyễn Đại Thành phải sĩ 6 tấn 5. Như vậy là những nước cờ cũng rất hay đến từ kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh. Và như vậy con mã ở lỗ 3 của kỳ thủ Nguyễn Đại Thành cũng rất khó để có thể phát triển. Như vậy là tượng 5 thoái 3, chạy tượng trước, sau này có thể xe 6 bình 8 để triển khai thêm một con xe như đánh vào cánh bên phải rất yếu của kỳ thủ Nguyễn Đại Thành, chỉ có một con mã chống đỡ.
Vâng, như vậy đến đây thì kỳ thủ Nguyễn Đại Thành cũng đã có hai tốt sang sông. Tuy nhiên với một xe hai tốt thì cũng rất khó để có thể giành được một san cục cũng như một chiến thắng trong vòng đấu thứ hai. Chưa kể kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh còn đang hơn kỳ thủ Nguyễn Đại Thành một con tốt chưa sang sông. Vâng, bây giờ có thể tiếp tục tấn xe. Xe 6 tấn 1 bắt tốt. Không như vậy quyết định đấu xe ngay. Nước cờ vừa rồi có thể tấn xe bắt tốt buộc cho kỳ thủ Nguyễn Đại Thành sẽ phải giữ tốt hoặc tốt 8 tấn 1 và sẽ tiếp tục thoái xe bắt tốt, như vậy cơ hội đấu được xe sẽ cao hơn. Tuy nhiên với việc đã có 3 tốt sang sông thì nhiều khả năng kỳ thủ Nguyễn Danh Quỳnh lại muốn đánh thắng trong vòng đấu thứ hai này. Thank you.
Rồi như vậy tiếp tục bình xe mà đấu xe. Và đến đây nhiều khả năng sẽ phải đấu xe. Và với 3 tốt thì rất có thể sẽ giành chiến thắng. Và như vậy nếu như đấu xe thì chắc chắn 3 tốt sẽ giành chiến thắng trước hai sĩ và đã bị gãy một tượng. Và như vậy không đấu và chắc chắn sẽ có sát cục ngay bằng nước binh 6 tấn 1. Và như vậy ván đấu thứ hai cũng đã kết thúc với phần thắng tiếp tục thuộc về kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh. Và như vậy trong trận đấu ngày hôm nay, kỳ thủ Nguyễn Anh Quỳnh đã giành chiến thắng 2-0 trước kỳ thủ Nguyễn Đại Thành. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các trận đấu tiếp theo.